Cùng nhau đi thám hiểm nào. Tập 29. Chuẩn bị giao chiến. Trong tập trước, bọn tiểu trí thành công đột nhập vào băng xuyên quốc, cứu được mọi người. Lúc đang rời đi thì bị Mộc Sâm ngăn lại. Thân phận bại lộ, đành phải giao chiến một trận. Nhưng Mộc Sâm có trình độ cao hơn hẳn. Vào thời khắc nguy cấp, băng thần và băng dương xuất hiện, cứu được mọi người. Cuối cùng, nhờ sự tiếp ứng của thầy Mo, mọi người thành công thoát khỏi băng xuyên quốc. Thầy Mo đại nhân, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Sợ rằng người của băng xuyên quốc sẽ không dễ dàng cho qua như vậy. Hành động lần này đồng nghĩa với việc tuyên bố thành phố dưới lòng đất sẽ đối đầu với băng xuyên quốc. Chỉ e là nguyệt độc rất nhanh sẽ cho đại quân đánh tới. Chúng ta phải chuẩn bị trước mới được. Thầy Mo đại nhân yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt thành phố dưới lòng đất. Đúng vậy, lục đại ba này đã chuẩn bị sẵn sàng xuất chiến bất cứ lúc nào. Người của băng xuyên quốc đã làm hại sư phụ của tôi, tôi quyết không để họ làm hại người khác nữa. Vậy tôi sẽ nhờ các tên lên trong rừng thối tới giúp đỡ. Đối diện với kẻ thù mạnh như vậy, thêm một người trợ giúp là thêm một phần sức mạnh. Vậy tất cả đều nhờ vào mọi người. Giờ chúng tôi sẽ tới rừng thú. Còn chúng cháu thì sao? Chúng cháu cũng muốn giúp đỡ. Đúng. Sao có thể thiếu các cháu được? Ta đã sắp xếp nhiệm vụ rất quan trọng cho các cháu rồi. Nhiệm vụ quan trọng? Vua Tinh Linh, sức mạnh đáp trả của ông đã bị tôi áp chế. Lần này lại là tôi thắng. Nguyệt độc đại nhân, đoàn người có tiểu trí đã được thầy Mo cứu thoát rồi. Chúng tôi chỉ bắt được tên phản bội truy ảnh này. Nguyệt độc đại nhân, thuộc hạ không hề phản bội. Tôi... Được rồi, ta biết người không phản bội. Nguyệt độc đại nhân, mấy đứa nhóc đó coi trọng nhất là bạn bè. Nếu truy ảnh thực sự phản bội chúng ta, dù chúng phải liều mạng cũng sẽ đưa truy ảnh đi theo. Sao có thể để các người bắt lại chứ? Nguyệt độc đại nhân anh minh, suýt nữa thì trách lầm truy ảnh rồi. Băng Ngạn, truyền lệnh xuống dưới, lập tức đưa quân tới tấn công thành phố dưới lòng đất. Lần này nhất định phải bắt được tiểu trí và Lộ Duy. Nguyệt độc đại nhân, không phải chúng ta sắp đánh giật quốc sao? Chỉ cần có được sức mạnh của dây chuyền của tiểu trí và Lộ Duy, giật quốc cổng con sẽ không còn là trở ngại của chúng ta nữa. Tới lúc đó, băng xuyên quốc sẽ có thể trở thành bá chủ của thế giới này. Ngày này cuối cùng cũng sắp tới rồi. Tôi cùng băng xuyên quốc đều đã chờ đợi quá lâu rồi. Nó là nhiệm vụ quan trọng, vậy mà bắt chúng ta đi vận chuyển cây gỗ. Nói cái gì mà xây dựng chòi canh, hàng rào cần có cây gỗ. Đúng thế. So với việc chuyển gỗ, chúng ta nên ra tiền tuyến chống lại kẻ địch mới đúng chứ. Không làm được thì mau về nhà đi, đừng có ở đây là mất mặt nữa. Ngô Khắc, ông nói ai mất mặt chứ? Có bản lĩnh thì nói lại lần nữa đi. Không phục sao? Có muốn cùng ta thi đấu xem ai chuyển được nhiều gỗ hơn không? Thi thì thi. Thi thì thi.
Nếu thua thì đừng có hối hận đó. Thằng nhóc này sao chuyển được nhanh như vậy nhỉ? Không được, mình quyết không thể thua được. Quả bảo bảo, số cây gỗ của người khác đã nhiều hơn chúng ta rồi. Kỳ lạ, lúc trước rõ ràng số cây gỗ chênh lệch không nhiều, sao đột nhiên lại bị cách xa nhiều vậy? Có chuyện lạ. Đi nào, trốn đi. Xem ra mình đã nắm chắc phần thắng rồi. Quả nhiên ông đang ăn trộm cây gỗ. Ngộ khắc, ông là đồ đê tiện. Ông không thể đường đường chính chính đối với tôi một trận sao? Đại ca, cẩn thận. Cái đồ ăn trộm này. Bà thầy Mo, sao lại sắp xếp cho cháu làm nhiệm vụ này chứ? Đừng chạy, Mo ăn cơm đi. Đừng chạy. Sao nhiệm vụ của mình lại là chăm sóc một đám trẻ con chứ? Nhột quá, tôi cẩn, mau cứu tôi. Nhột quá. Đủ rồi, còn nghịch nữa chị sẽ mất ba mẹ các em đó. Nhưng mà em không còn ba mẹ nữa. Lẽ nào bọn trẻ này cũng là trẻ mồ côi giống như mình? Tô Cẩn, hay là chúng ta tìm thầy Mo đi đổi nhiệm vụ khác đi. Không cần, chỉ là chăm sóc mấy đứa trẻ thôi mà. Hôm nay tôi sẽ làm mẹ của chúng. Chỉ cần hoàn thành bài huấn luyện kiểu địa ngục này, mọi người nhất định có thể trở thành thành viên của đội vệ binh tinh anh. Nào, hô theo tôi. Nỗ lực, cố gắng. Cố gắng. Nỗ lực. Xông lên. Cố gắng. Không tập nữa. Sao có thể bỏ cuộc chứ? Cho dù có luyện tập thế nào, chúng tôi đều không so được với các tiền bối. Nhìn cho kỹ đi. Xông lên. Kẻ mạnh không phải luyện tập được trong một ngày. Sức khỏe kém thì sao chứ? Chỉ cần không bỏ cuộc, kiên trì tập luyện mỗi ngày, rồi sẽ có một ngày nhất định trở thành thợ săn tinh linh lợi hại. Đại ban giỏi quá. Nào, bắt đầu với việc chạy chậm. Mọi người bắt đầu luyện tập từ cơ bản. Tin vào mình, nhất định sẽ làm được. Băng Xuyên Quốc là kẻ địch của chúng ta. Cho dù là nhiệm vụ của thầy Mo, bọn ta cũng không thể cùng đi tuần với một người của Băng Xuyên Quốc được. Không thể tha thứ được, dám nói thiếu chủ như vậy. Thôi bỏ đi, nhiệm vụ quan trọng hơn. Bà thầy Mo đó, sao lại sắp xếp nhiệm vụ này để làm khó cậu chứ? Thầy Mo tất có lý do, chúng ta làm tốt phần việc của mình là được. Chủ nhân, sao lại giao nhiệm vụ như vậy cho họ? Trực tiếp bảo họ đi huấn luyện để nâng cao thực lực, chẳng phải tốt hơn sao? Đối phó với Nguyệt Độc, không chỉ cần thực lực, mà càng cần có nội tâm kiên định. Hy vọng họ có thể hiểu dụng ý của ta khi giao cho họ bốn nhiệm vụ này. Đã thu thập xong tin tức, lập tức quay về Băng Xuyên Quốc. Ai đó? Đứng lại. Là do thám của Băng Xuyên Quốc. Hắn đã thu thập tin tức của thành phố dưới lòng đất. Mau bắt lấy hắn. Triệu hồi chiến thần con rối.
triệu hồi cơ thể. Nguy rồi, không thể để hắn chạy mất. Nếu hắn mang đi tin tức về thành phố dưới lòng đất, phòng tuyến mà chúng ta bố trí sẽ trở nên vô ích. Thiếu chủ, nguy rồi, bọn chúng đều là người của băng xuyên quốc, rất có khả năng là cùng một bọn. Nhân cơ hội lấy trộm bí mật của thành phố dưới lòng đất chúng ta, để tin tức lại. Thiếu chủ, sao cậu lại giúp thành phố dưới lòng đất? Nếu ngươi không trao ra, ta phải đích thân tới lấy vậy. Thật không ngờ cậu sẽ xuất hiện, còn cứu chúng tôi nữa. Tôi có thể hiểu được nguyên nhân mọi người của thành phố dưới lòng đất không thích tôi. Tôi cũng chưa từng nghĩ tới việc mọi người sẽ lập tức tiếp nhận tôi. Nhưng đợi tới ngày tôi trở thành quốc chủ của băng xuyên quốc, tôi nhất định sẽ thay đổi cách nhìn của mọi người ở thế giới tinh linh đối với băng xuyên quốc. Xin lỗi, lúc trước chúng tôi hiểu lầm cậu. Hãy tha thứ cho chúng tôi. Xin lỗi. Không sao, chỉ là giờ phải lập tức tăng cường phòng ngự và quay về báo với thầy Mo việc của người băng xuyên quốc tới do thám. Rõ. Thì ra mục đích bà thầy Mo sắp xếp nhiệm vụ này là để đoàn kết mọi người một lòng chống địch. Tôi đã trách nhầm bà ấy rồi. Đi thôi, Dương Trực Linh, chúng ta đi báo tin cho bọn tiểu trí. Rõ. Chính là như vậy, cho nên muốn xin các vị có thể giúp cùng ngăn chặn đại quân của băng xuyên quốc. Lại là đám người băng xuyên quốc đó. Lúc trước, nếu không nhờ mọi người, rất có thể rừng thú đã bị hủy diệt rồi. Lần này thành phố dưới lòng đất gặp nạn, chúng tôi nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Đại Ban, chúng tôi được chọn vào quân đội tinh anh rồi. Tất cả đều là công lao của cậu. Vẫn chưa buông lỏng được đâu. Hãy kiên trì rèn luyện mỗi ngày. Hy vọng có một ngày chúng ta đều có thể trở thành những thợ săn tinh linh giỏi nhất. Ừ. Hình như mình đã hiểu tại sao thầy Mo đại nhân lại giao nhiệm vụ này cho mình. Là gì vậy? Cho dù gặp phải khó khăn gì, chỉ cần kiên định với niềm tin của mình, chỉ cần tin rằng mình có thể thành công thì nhất định sẽ thành công. Đi thôi, Thủy Huyền Vũ, chúng ta cũng không thể ngừng tập luyện. 1, 2, 1, 2. Đừng chạy. Con yêu, đến lúc về nhà rồi. Mẹ ơi, nhớ mẹ rồi sao? Em nhớ lắm. Nhưng chỉ cần có bạn bè ở bên, em sẽ không cô độc nữa. Tô Cẩn, sao thế? Đột nhiên tôi hiểu ra mục đích của việc thầy Mo đại nhân cử tôi tới chăm sóc lũ trẻ này rồi. Cho dù phải chịu tổn thương lớn tới đâu,
Chỉ cần vẫn còn bạn bè quê hương thì tôi sẽ không cô độc nữa. Triệu hồi cơ thể tinh linh. Tinh linh vũ trang, chiến thần hợp thể. Chiến thần hỏa bạo. Tinh linh vũ trang, chiến thần hợp thể. Chiến thần lôi long. Hỏa bạo quyền. Lôi điện pháo. Tiểu Trí, đừng tưởng rằng chỉ có cậu mạnh hơn. Ta cũng mạnh lên không ít đâu. Cậu cứ chờ mà thua ta đi. Nực cười, tôi sẽ không thua loại người như ông đâu. Sao có thể chứ? Nguy rồi. Mau dập lửa. Đều là lỗi của cậu. Là lửa của cậu đã đốt cháy tất cả cây gỗ. Cái gì? Nếu không phải ông lấy trộm cây gỗ của tôi thì tôi có nổi giận mà giao chiến với ông không? Dù sao ta cũng không phải là người đốt cháy cây gỗ. Tự ngươi đi tìm thầy Mo đại nhân mà nhận sai đi. Tôi không đi, đây đâu phải lỗi của mình tôi. Tiểu Trí, hai người đã cãi nhau gì vậy? Cậu nói gì? Bằng xuyên quốc, sao quân Do Thám tới thành phố dưới lòng đất rồi ư? Đúng, dựa trên sự hiểu biết của tôi về băng xuyên quốc, đại quân của Nguyệt Độc rất có khả năng ngày mai sẽ đánh tới thành phố dưới lòng đất. Nhưng cây gỗ để xây tháp phòng ngự bị chúng tôi đốt hết rồi. Nếu trước khi đại quân của Nguyệt Độc tới mà vẫn chưa xây xong thì thành phố sẽ xong đời. Phải làm sao đây? Tiểu Trí, cậu gọi tất cả tên linh ra đây, giúp thu thập cây gỗ. Mong là có thể kịp. Tôi tới chỗ thầy Mo để báo cáo xong tin tức, sẽ lập tức quay lại giúp cậu. Ừ. Chuyển lâu như vậy mới thu thập được có chừng này. Còn phải xây tháp phòng ngự nữa, chắc chắn là không kịp. Có cách gì khiến tốc độ nhanh hơn không nhỉ? Có cách rồi. Ngô Khắc, ông có đồng ý hợp tác với tôi không? Cậu có ý gì? Chỉ cần kết hợp giữa tốc độ của Lôi Long và kỹ năng xếp cây gỗ của Mộc Kỳ Kỳ, chỉ biết chừng có thể xây xong tháp phòng ngự trước khi mặt trời lặn. Ta không hợp tác với cậu đâu. Có điều, vì cư dân của thành phố dưới lòng đất, hợp tác một lần cũng không sao. Xong, xong rồi. Tuy sức mạnh của một người lại có hạn, nhưng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực thì không có khó khăn nào là không khắc phục được. Đây chính là điều mà bà muốn truyền đạt cho cháu, có đúng không bà thầy Mo? Đại quân của băng xuyên quốc đã tới. Thời sang trên mặt dẫn đầu các tên linh của rừng thú.
tiến hành đợt tấn công thứ nhất đối với quân đội của Băng Xuyên Quốc, kiếm đủ thời gian cho cư dân của thành phố dưới lòng đất sơ tán. Nhưng Nguyệt Độc đã nhìn thấu kế hoạch trì hoãn này của Thợ Săn Che Mặt. Sai chiến thần con rối để được cải tiến ra trận. Thợ Săn Che Mặt sắp sửa gặp phải thất bại thê thảm nhất từ trước tới giờ. Có thể hoàn thành sứ mệnh của mình hay không? Mời xem tập sau, bắt đầu chiến tranh toàn diện.